Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch, Phật lịch 2538, Dương lịch 1994. Tổng quan. 1. Tổng quan văn bản. Kim Quang Minh Kinh theo Phật học nghiên cứu, bài 10 trang 52 có 6 bản dịch. Bản 1, Kim Quang Minh Kinh 4 cuốn 19 phẩm, Đàm Vô Sấm dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 414-426. Bản 2, Kim Quang Minh Kinh 7 cuốn 21 phẩm, Chân Đế dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 548-569. Bản 3, Kim Quang Minh Kinh tục 4 cuốn, Quật Đa Gia Xá dịch. Bản 4, Kim Quang Minh Kinh Ngân Chủ Chúc Lụy phẩm, Xà Na Quật Đa dịch. Niên đại phiên dịch của ngài này là 561-600. Bản 5, Kim Quang Minh Kinh còn gọi là Hợp Bộ Kim Quang Minh Kinh 8 cuốn, Bảo Quý Sang Tiết, niên đại 598. Bản 6, Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh 10 cuốn 31 phẩm, Nghĩa Tịnh dịch, sẽ ghi riêng ở dưới. Nhưng hiện nay trong Đại Tạng Kinh bản đại chính chỉ còn các bản 1, 5 và 6. Bản 1 còn nguyên vẹn, mang số hiệu 663, Đàm Vô Sấm dịch. Ngài là vị đã dịch kinh Đại Bát Niết Bàn và Phật Sở Hành Tán rất nổi tiếng. Văn và nghĩa tất cả dịch phẩm của ngài này rất là trong sáng. Chỉ tiếc kinh Kim Quang Minh thì phạn bản của ngài căn cứ chắc chắn thiếu sót. Thế nhưng trước bản 6, bản 1 này được quan tâm nhiều lắm. Mục lục Đại Tạng Kinh bản đại chính ghi có 5 bản sớ giải, số hiệu 1783-1787, toàn do các vị đại sư viết, trong đó có các ngài Trí Giả, Các Tạng. Mục lục Tục Tạng Kinh bản chữ dạng ghi 6 bản, trong các tập 30-31, gần như nói kinh Kim Quang Minh là nói bản 1. Bản 5 nói là hợp, nhưng Phật học nghiên cứu bài 10 trang 52 nói là sang tiết 4 bản trước. Thế là việc làm công ít hơn tội. Sang tiết đến mức nào, theo tiêu chuẩn nào thì chưa quyết đoán được. Nay sơ khởi chỉ xét đại thể thì bản 5 này hợp 18 phẩm của bản 1. 4 phẩm 3, 5, 6, 9 của bản 2, nhưng toàn là những phẩm rất quan trọng. Lại hợp 2 phẩm 11 và 24 của bản 4. Đáng thống trách là bản 2 của ngài Chân Đế dịch đã không còn. Không những dịch giả là ngài Chân Đế, mà bản này khá đủ 28 phẩm, nên bản này chắc chắn quan trọng, nhưng hiện nay đã mất. Nếu bản 5 cũng có trách nhiệm phần nào trong sự mất ấy, thì bản 5 công ít hơn tội. Nay nói riêng bản 6, đó là chính văn tôi dịch. Chính văn bản này nằm trong 9/16/403/456. Ở đó chót hết trang 456 có ghi phạn bản kinh này là của Hiệp hội Asia Hoàng gia Anh Quốc. So với bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh thì phạn bản này có chỗ thiếu, tức như Minh Chú thiếu khá nhiều. Căn cứ bản dịch của Tây Tạng, Đồ Thư Quán Đại học Tôn giáo của Nhật mà đối chiếu thì kinh Kim Quang Minh Tây Tạng có 2 bộ. Một trong 2 bộ ấy đúng là bản hoa văn của ngài Nghĩa Tịnh dịch, dẫu tựu trung vẫn có khác chút ít. Như vậy phạn bản kinh này vì quá phổ thông, sao chép không ít, nên phạn bản của các bản 1 và 2 đã khác nhau, lại khác với bản 6. Phạn bản của bản 6 cũng khác chút ít với phạn bản hiện còn, với bản dịch Tây Tạng. Chưa hết, theo ghi chú của chính ngài Nghĩa Tịnh, 9/16/437 mà tôi ghi lại số 78, thì khi dịch kinh này, ngài Nghĩa Tịnh có trong tay không phải chỉ có một phạn bản.
Thế nhưng nhìn chung bản 1 và bản 6, suy đoán thêm bản 2 thì có thể biết phạn bản tuy sao chép không hoàn toàn đồng nhất mà lại rất đồng nhất về đại thể. Dịch giả bản 6, ngài Nghĩa Tịnh thì lược truyện nằm trong chính 50/710-711. Nhưng ở đây chỉ trích hai lời ghi. 1. 998/662 ghi: ngài người Tề Châu, họ Trương, tự Văn Minh, năm 671 du học Ấn Độ, năm 695 về nước, năm 700-711 dịch Kim Quang Minh Tối Thắng Dương Kinh, vân vân. Lại viết Đại Đường Tây Dứt Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, vân vân, năm 713 Viên Tịch. 2. Phật Học Nghiên Cứu, bài 10/18 ghi: ngài Nghĩa Tịnh năm 15 tuổi đã nuôi chí du học Ấn Độ, nhưng năm 37 tuổi mới đi được. Ban đầu có đồng chí vài mươi người, nhưng rồi lui cả. Ngài phấn chí độc hành, trải đủ gian nan hiểm nạn, đến đâu cũng biết tiếng nói ở đó, tù trưởng nào cũng trọng. Trải 25 năm qua hơn 30 tiểu quốc, lưu học Na Lan Đà 10 năm. Khi về mang theo phạn bản kinh luật luận gần 400 bộ, dịch được 56 bộ, 230 cuốn. Kiểm tra 98/662 liệt kê thì 58 bộ, 236 cuốn. Sao ngài Huyền Trang chỉ một ngày này mà thôi, ngài viết Đại Đường Tây Dứt Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, Nam Hải Ký Quy Truyện, Nội Pháp Truyện, toàn là sách quý về chưởng cố của Phật giáo. Cuốn Hạ Cầu Pháp Truyện, nơi truyện Huyền Lục, ngài tự thuật du tích khá rõ. Bản dịch kinh này của ngài Nghĩa Tịnh có 3 bản sớ giải. Trung Hoa có bản của ngài Tuệ Chiểu, số hiệu 1788. Nhật Bản có 2 bản, các số hiệu 2196 và 2197. Dĩ nhiên bản của ngài Tuệ Chiểu phải được tham khảo hơn cả. Tôi đã tham khảo bản này mà dịch. Về ngài Tuệ Chiểu thì là tam truyền của ngài Huyền Trang, tác giả Duy Thức Liễu Nghĩa Đăng. 998/659 ghi: Húy là Huyền, họ đời là Lưu, người Bành Thành, ở chùa Đại Dân thuộc Truy Châu. Thâm đạt Huyền Chỉ Pháp Tướng Tông, viết nhiều sớ giải, lại tham dự dịch trường của các ngài Nghĩa Tịnh và Bồ Đề Lưu Chí. Viên tịch năm 714. Vậy là dịch giả và sớ giả bản 6 viên tịch cách nhau có 1 năm, lại cộng sự phiên dịch, thì bản sớ giải của ngài Tuệ Chiểu được viết lúc ngài Nghĩa Tịnh đang còn, chắc là như vậy. 2. Tổng quan ngoại hình. Trước hết nên thu xếp 31 phẩm lại một chút. Phần 1 là phẩm 1, mở đầu pháp thoại. Phần 2 là phẩm 2, thọ lượng Thế Tôn. Và phẩm 3, phân biệt ba thân, là nói pháp thân bất diệt. Phần 3 là phẩm 4, âm thanh trống vàng. Phẩm 7, hoa sen ca tụng, phụ thuộc phẩm 4. Phẩm 5, diệt trừ nghiệp chướng, tất cả đều nói sám trừ ác nghiệp. Phần 4 là phẩm 6, minh chú tịnh địa, là nói 10 địa 10 độ. Phần 5 là phẩm 9, trùng tuyên về không. Và phẩm 10, mãn nguyện vì không, là nói do không mới sám trừ ác nghiệp và tu hành địa độ. Phần 6 là phẩm 8, minh chú kim thắng. Phẩm 13, minh chú ly nhiễm. Phẩm 14, ngọc báo như ý, là nói minh chú căn bản, nhất là phẩm 8 và phẩm 13. Phần 7 là các phẩm 11, phụ vào là phẩm 12. Phẩm 15, phẩm 16, phụ vào là phẩm 17. Phẩm 18, phẩm 19, phẩm 22. Tất cả là nói thiên thần hộ trì, chư thiên và thiện thần hộ trì cho nhân loại. Phần 8 là phẩm 20, dương pháp chính luận. Và phẩm 21, thiện sinh luân dương, là nói về tư cách quốc trưởng.
phần chính là phẩm 23, thọ ký làm Phật, phẩm 24, chữa trị bệnh khổ, và phẩm 25, truyện của Lưu Thủy, là nói năng lực trì kinh qua tiền thân. Phần 10 là phẩm 26, xả bỏ thân mạng, nói một Bồ Tát hạnh của Phật. Phần 11 là các phẩm 27, 28, 29 và 30, là nói sự tán dương Phật. Phần 12 là phẩm 31, ký thác kinh vua, kết thúc pháp thoại. Tất cả 12 phần trên, trừ phần đầu và phần cuối, còn lại nên chia ra hai bộ phận. Bộ phận chính thuyết gồm có phần 2 đến phần 5, bộ phận phụ thuyết gồm 6 phần còn lại. Bộ phận chính thuyết cốt nói sám hối, diệt trừ ác nghiệp, là vì bản thể là pháp thân trong sáng, vì ác nghiệp là không. Cũng từ không mà viên mãn thệ nguyện và hoàn thành 10 địa mà thực hiện pháp thân. Bộ phận phụ thuyết nói uy linh của Minh Chú và sự hộ vệ của chư thiên thiện thần, nói tư cách, đặc biệt tư cách quốc trưởng, được sự hộ vệ ấy, nói vài tiền thân của Phật liên hệ kinh này. Tất cả đều cốt để duy trì và quảng bá kinh này mà bộ phận chủ thuyết đã nói. Tự trung có vài chỗ cần nói. Phần 4 phẩm 6 nói số lượng chư Phật tuyên thuyết Minh Chú cho 10 địa có vẻ ước lệ quá. Đoạn nói sự trạng mà 10 địa thấy thì có mấy sự trạng hơi lạ. Phần 10 phẩm 26 nói tiền thân của Phật xả thân cho mẹ con cọp đói ăn. Về văn tự, phần chỉnh cú của phẩm này rõ ràng sao chép có phần thiếu thứ tự, hóa ra như có chỗ trùng lập. Nhưng cái điều đáng nói là qua chỉnh cú 80, 81 và 82, nói cọp mẹ sao là Đại Thế Chúa, bảy cọp con là năm vị tỷ kheo đầu tiên và các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sự kết thúc này cho thấy hành động xả thân của Phật đã không là xúc động thiếu suy xét, bởi vì hoặc do quá chân thành mà cảm ra, hoặc do quá biết trước sẽ xảy ra. Đằng nào việc Phật làm vẫn có hậu quả là cọp mẹ, cọp con đều không còn là cọp nữa. Trước đó, trong văn Trường Hàn đã thuộc lời tiền thân của Phật rằng: ngày nay ta sai cái thân này làm cái việc cao cả. Trong biển sinh tử, nó phải là thuyền tàu to lớn. Vậy thì tiền thân Phật xả thân không vì xúc cảm thiếu suy xét, càng không vì chán mình. Kinh này dù là loại hiển mật, nhưng hiển giáo vẫn là phần chính. Xét phần này thì thấy, kinh này chịu ảnh hưởng rõ rệt, quá rõ rệt của các kinh sau đây. Trước hết là ảnh hưởng của Pháp Hoa. Phần 2 với phẩm 2 và 3 cho thấy như vậy. Không những pháp thân bất diệt mà báo thân cũng bất diệt. Phật bất diệt là như vậy. Rồi đến ảnh hưởng của Bát Nhã. Phần 3 với phẩm 5, phần 5 với phẩm 9 và phẩm 10, đích thị là chủ yếu của kinh này, mà căn bản là cái không vừa siêu diệt, vừa biện chứng, vừa tích cực. Sau hết, ảnh hưởng cũng không nhỏ của kinh Giải Thâm Mật và kinh Duy Ma Cật. Không nói rải rác đây đó, mà chỉ nói phần 4 phẩm 6 và phần 5 phẩm 10 cũng quá đủ để thấy ảnh hưởng ấy. Tuy nhiên, tuy kinh này có đến 31 phẩm, quy nạp thành 12 phần và chịu ảnh hưởng nhiều kinh, nhưng kinh này vẫn có tư tưởng hệ riêng và rõ, rất thống nhất và hoàn chỉnh. 3. Tổng quan nội dung. Toàn bộ Phật giáo, bất kể nguyên thủy, bộ phái hay đại thừa, đều rất trọng cái thân loài người. Nói tu theo Phật giáo là nói do cái thân người và do ý thức nơi thân ấy. Kinh này trước hết cũng là như vậy. Không cần lặp lại, Phật tử thì ai cũng biết, thân người dễ tu chứng, nhân loại là nơi Phật thị hiện thân Phật. Vì ở đây không quá khổ quá sướng, ở đây tư duy và hành động sắc bén, quả cảm. Nhưng kinh này còn nói rõ, chính nơi cái thân ngũ uẩn mà phát hiện pháp thân và thực hiện pháp thân ấy. Rõ ràng hơn nữa, kinh này nói, thân này thì bản thân,
yếu tố, đối cảnh, đối tượng, kết quả, tất cả toàn là dựa vào chân như, và nó thật khó mà nghĩ bàn. Thân này là cổ xe vĩ đại, là thể tánh Như Lai, là bào thai Như Lai. Phẩm 3. Câu đầu đoạn văn này phải giải thích. Bản thân thì thân này là thắng thân, cái thân đặc thù hơn hết, làm cái dụng cụ chứa đựng Phật Pháp. Yếu tố là thắng thiện, điều thiện đặc thù hơn hết, đời trước làm nhân tố có ra thân này. Đối cảnh là trí tuệ và phước đức mà thân này vinh lấy. Đối tượng là đối tượng tối thượng và tối hậu mà thân này nhắm đến, hoạt động theo, đó là Đại Bồ Đề. Kết quả là sự đại giải thoát hội nhập chân như. Bản thân là vị thục quả, yếu tố là tăng thượng quả, đối cảnh là đẳng lưu quả, đối tượng là sử dụng quả, kết quả là ly hệ quả. Trọn vẹn kinh này hay bất cứ kinh nào nằm gọn như vậy trong cái thân này. Dựa vào thân ấy mà kinh này nói về diệu pháp sám hối. Sám hối là chủ đề của kinh này. Sám hối là gì? Một, bản thể là bất diệt, và hai, ác nghiệp vốn không. Bản thể bất diệt nghĩa là bản thể không sinh diệt, vốn và vẫn trong sáng. Bản thể ấy là chân như, do vậy mà phải sám hối và có thể sám hối được. Tựa như trăng vốn và vẫn sáng, nên mây mù phải được và có thể được xua tan đi. Bản thể ấy thực hiện là Phật, nên Phật thì bất diệt, thọ lượng bất tận. Niết bàn chỉ là sự thị hiện, vì cần phải thị hiện như vậy. Nhưng Phật bất diệt không phải chỉ là pháp thân bất diệt. Có hai trường hợp nữa. Một, cái nhân thọ lượng bất diệt, bất sát và giữ thực. Phật rất viên mãn, nên báo thân của Phật là bất diệt. Phật thường ở Linh Sơn, kinh Pháp Hoa và kinh này đều nói minh bạch như vậy. Hai, Phật ở ngay cạnh ta. Ta không thấy được vì cái thấy của ta thấy sống thấy chết. Cái thấy ấy không thể thấy được cái không sống chết là Phật. Phật là thực tướng hiện tiền. Ác nghiệp diệt trừ thì đương xứ tiện thị, bản lai như thị. Thiện nam tử, tất cả các pháp sinh từ yếu tố tương quan. Như Lai đã nói sự thể này sinh thì sự thể khác diệt, vì yếu tố khác biệt với nhau, nên sám hối sinh thì nghiệp chướng diệt. Do vậy, ác pháp đã có thì diệt trừ vì sự sám hối, nên nghiệp chướng không còn sót lại. Thiện pháp chưa sinh thì phát sinh vì sự sám hối, nên nghiệp chướng không thể sinh nữa. Lý do là gì? Thiện nam tử, tất cả các pháp toàn là không. Như Lai đã nói, không ngã nhân chúng sinh thọ giả, không sinh không diệt, không cả hành pháp sám hối. Thiện nam tử, tất cả các pháp toàn dựa vào căn bản chân như, nên cũng không thể diễn tả. Vì căn bản chân như thì siêu diệt tất cả trạng thái sinh diệt. Thiện nam hay thiện nữ nào hội nhập diệu lý như vậy mà kính tin, thì thế là không chúng sinh mà có căn bản. Chính vì ý nghĩa này mà nói đến sự sám hối, diệt trừ nghiệp chướng. Phẩm 5. Chưa kinh luận nào có văn ý đơn giản mà rõ ràng như đoạn văn này, nói về sự sám hối, về không trong sự sám hối. Cái không ấy vừa là siêu diệt, vừa là biện chứng, lại vừa là tích cực. Cái không tích cực là vì không mà các pháp được thành tựu, nên kinh này nói mười địa độ, nói mãn nguyện vì không. Và như vậy thì nội dung bộ phận chủ thuyết của kinh này có thể tạm ngừng ở đây. Dưới đây là nội dung bộ phận phụ thuyết. Có cái điều này chẳng phải chỉ là nội dung của bộ phận phụ thuyết, mà là chủ yếu của trọn kinh này. Ấy là kinh này rất trọng cái gọi là thắng diệu lạc, hạnh phúc đặc thù và tuyệt hảo trong nhân loại và chư thiên, nhưng đặc biệt vẫn là trong nhân loại. Rất giống kinh Địa Tạng, kinh này đề cao thắng diệu lạc từ đầu đến cuối. Kinh này không nói gì cao xa,
chỉ nói sự yên ổn, yên vui, nhất là sự yên vui của quốc gia. Tiền tài, danh vọng, kinh này không khinh thị. Nhưng thắng diệu lạc, trước hết vẫn là thoát ly cái khổ trong lĩnh vực duyên dương, trong các ác đạo. Thế nhưng, thắng diệu lạc là xuất từ kinh này và có khả năng theo kinh này. Thắng diệu lạc không có cho ai có khả năng vì thắng diệu lạc mà làm trái kinh này. Cho nên tiền tài, danh vọng, nói rộng ra cho đến nền thanh bình của một quốc gia, không thể có được từ những nguyên nhân và dẫn đến hậu quả phi chánh pháp. Minh chú và chư thiên thiện thần không giúp được ước vọng thắng diệu lạc phi thực chất thắng diệu lạc. Điều còn nói thêm là thắng diệu lạc của một quốc gia thực chất phải là hoán cải theo chánh pháp. Trong thực chất ấy, rõ hơn bất cứ kinh luận nào, kinh này đối với nền an ninh quốc gia không phủ nhận, mà trái lại còn đề cao quân lực, đề cao chiến đấu và chiến đấu thành công trong sự tự vệ. Kinh này phủ nhận hoàn toàn sự xâm lăng, bành trướng, chấp nhận rõ ràng các quốc gia phải sống hòa bình tương nhượng, nên nếu bị giặc thù xâm lăng thì sự chống trả được hỗ trợ. Nhưng trên đây chỉ mới nói giặc. Trong thắng diệu lạc còn có hai sự nữa được kinh này luôn luôn nêu lên, ấy là đói, nhân mãn, và dịch, truyền nhiễm. Không một chút khó khăn gì để thấy tại sao kinh này quan tâm đến hai điều này. Nhưng thắng diệu lạc của quốc dân và quốc gia tùy thuộc, nếu không hoàn toàn thì cũng là chủ yếu vào chức vị nguyên thủ. Chức vị đó được gọi là quốc vương hay là gì, chỉ là vì thể chế, nhưng thực sự vẫn chịu trách nhiệm đối với quốc dân và quốc gia. Kinh này vì vậy nói khá nhiều về quốc vương. Căn bản của quốc vương là phục vụ quốc dân và quốc gia bằng sự áp dụng chánh pháp cho bản thân, thân quyến và quốc dân. Ông phải tự cấm và tự trừng trị ông, phải cấm và trừng trị những kẻ gian tham và vua nịnh. Ông không được để những kẻ này phá hoại quốc gia và quốc dân như những con voi điên dẫm đạp hoa viên. Ông không đáng gọi là quốc vương nếu không áp dụng chánh pháp, trừng trị phi pháp. Ông phải tự làm và làm cho quốc dân hướng về nhau bằng từ tâm. Nếu ông là một quốc vương xứng danh và thực như vậy, thì quốc dân và quốc gia của ông thịnh vượng vì quân lực, vì thương nghiệp và nông nghiệp, không thể bị hoành hành vì giặc, đói và bệnh. Kinh này dĩ nhiên đề cao sự hộ vệ của chư thiên thiện thần. Chư thiên và thiện thần kinh này nói mà ít thấy ở kinh khác, đó là Phạn Vương, Đế Thích, Thiên Vương, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Cát Tường Thiên Nữ, Kiên Lao Địa Thần, Bồ Đề Thọ Thần, Chánh Liễu Tri Đại Tướng. Hãy chú ý vị cuối cùng, đấy là đại tướng thủ lãnh của bộ loại Dược Xoa. Dược Xoa là Kim Cang quyến thuộc, trong Mật Tông thì thống thuộc Kim Cang Tạng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát của Hiển Giáo. Bộ loại Dược Xoa mạnh, nhanh, bí mật, do nghiệp lực mà có cũng có, do nguyện lực mà có cũng có. Bộ loại này được nói đến trong sự hộ trì kinh chú và người trì kinh chú, trong sự hộ vệ quốc gia và quốc dân. Đặc điểm kinh này nói về thiên và thần là giữa họ với nhân loại có sự tương quan. Ấy là nhân loại sống theo chánh pháp thì họ được nhờ dò hộ vệ. Phải chú ý sự tương quan này mới nói đến sự hộ vệ của chư thiên thiện thần. Đương cơ của kinh này là Diệu Tràng, một vị Bồ Tát người thành Dương Xá. Trong danh sách Bồ Tát loài người, thời Phật phải kê thêm tên vị này. Và thật là dễ hiểu khi thấy đặc tính nhân bản rất rõ và nhất quán của kinh này. Ngày 12 tháng 1 Phật lịch 2538. Nam mô A Di Đà Phật.
No.